Đầu gỗ Tôn Cám xin kính chào quý khách nhá. Vâng, thì hôm nay là bây giờ là 4 giờ chiều ngày 22 tháng 11 năm 2019. Vâng, thì tôi đang về tại xã Đại An của huyện Thanh Ba. Vâng, để bàn giao cho nhà anh Bình Thủy. Vâng, một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng đây. Vâng, chất liệu bằng gỗ gõ đỏ. Và bộ ghế này là cái cột 14 quý vị ạ. Và mỗi tầng thì hòa và rất là đẹp. Nhà anh Bình Thủy ở khu 3 xã Đại An, huyện Thanh Ba, vâng, tỉnh Phú Thọ. Và thì đây trên hình ảnh quý vị xem, đây là bộ ghế cột 14 nhá, mẫu tầng thì hoàng, chất liệu gỗ gõ đỏ. Vâng, của vợ chồng nhà anh Bình Thủy. Đây, vâng, trên hình ảnh quý vị nhìn đây là chị chủ nhà đây. Nó cập kênh nhá. Tí lật cái kính quay lại em ạ. Và cái đoạn dài là kích thước là có 2m6 quý vị. Vâng. Việc chúng tôi chọn lựa gỗ là rất đẹp, rất là đều màu, vân veo là rất đẹp, không xô xia. Và hàng dày dặn, hàng tương đối là VIP của cơ sở đầu gỗ Tôn Cám rồi đấy nhá. Đã được anh Bình anh đến tại cơ sở anh đặt và đã ký duyệt rồi. Hôm nay đã na sang bàn giao cho anh. Và phòng khách nhà anh rất là rộng, đẹp. Giới thiệu quý vị, anh có một chiếc xe Simson này, đúng không? Đời cổ rất chi là đẹp đấy. Và ai có nhu cầu sở hữu bộ sản phẩm đẹp như của nhà anh Bình Thủy ở khu 3 Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tôn Cám nha. Còn cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Còn có xin điện thoại là 0987 50 08 06 đấy. Còn tôi chuyên nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Và cơ sở tôi chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất trong nhà và giường tủ bàn ghế, các loại phòng thờ. Và xin giới thiệu quý vị là bộ ghế này là chất liệu gỗ gõ đỏ nha, cột 14 và hàng đẹp, và nữa như chọn vân rất là đẹp, đều màu. Và xã Đại An, khu 3 xã Đại An, tỉnh Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Cơ sở đầu gỗ Tôn Cám tôi đang về để bàn giao cho anh Bình Thủy bộ sản phẩm gồm 6 món chất liệu gỗ gõ đỏ và cột 14. Và kích thước rất là hài hòa đẹp, từ đoạn dài, đoạn ngắn, bàn, đôn. Chúng tôi được thiết kế nó phù hợp với kích thước của một bộ ghế cột 14. Nó vừa phải tầm cao và độ dài rộng. Kê vào là nhìn nó rất là hài hòa. Và bộ ghế này nó phù hợp cho phòng khách khoảng độ 30m2 quý vị, là kê rất đẹp. Và chân thành cảm ơn quý vị đã có chút thời gian theo dõi kênh YouTube của đồ gỗ Tôn Cám nha. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị clip sau nha. Ok.